Xin chào trên tín đồ công nghệ, Thảo Linh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong ngày hôm nay nhé. Kể từ cuối năm 2013, chúng ta đã nghe Google thao thao bất tuyệt khá là nhiều về cái gọi là dự án ARA, với mô tả là những chiếc điện thoại được tạo thành từ các mô đun chức năng và có thể thay thế ngay lập tức. Đây hứa hẹn sẽ thực sự trở thành một cuộc cách mạng trong thiết kế điện thoại thông minh trong tương lai. Tuy nhiên, có vẻ những giới hạn công nghệ hiện tại đã phần nào làm thụt lùi hóa tham vọng này của Google, và những gì mà nguyên mẫu ARA mới nhất thể hiện đã cho chúng ta thấy điều đó. Trong một video Mock Talk trước đây, bọn mình đã phân tích một chút về tình hình hiện tại của ARA và triển vọng u ám của nó trong tương lai. Còn trong mini talk này, mình sẽ cùng với các bạn trả lời cho câu hỏi liệu ai sẽ quan tâm tới thứ này. Năm 2016 chính là năm cất cánh của thế hệ điện thoại biết xếp hình. Đầu tiên là chiếc G5, flagship mới nhất hiện nay của LG. Điểm đặc biệt lớn nhất trên G5 chính là bộ module cắm phát chưa chạy ngay của nó. LG gọi những module này là Friend, bao gồm phụ kiện LG 360cam, là một máy ảnh 360 độ, một module LG Hi-Fi Plus với hệ thống âm thanh VNO, cung cấp bộ giải mã âm thanh chất lượng cao cho G5. Và cuối cùng là LG Cam Plus, cung cấp một hệ thống nút tùy chỉnh chụp ảnh như máy ảnh chuyên dụng cùng viên pin rời dung lượng 1200mAh. Các phụ kiện này cho phép kết nối với G5 thông qua hai loại có dây và không dây. Có thể thấy đây là những bước đi đầu tiên của LG trong việc tiến tới giấc mơ ARA của Google vậy. Mặc dù phải thừa nhận rằng tính phổ cập của những module phụ kiện này như là hoàn toàn không cao, bởi chưa hề có một chiếc điện thoại thương mại hóa nào khác có thể lắp ráp được như vậy trên thị trường hiện tại. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với Motorola với dòng sản phẩm Moto Z mới ra mắt. Khác với LG, Motorola cung cấp các tùy chọn Moto Mode giúp bổ sung thêm các tính năng nhất định như là máy chiếu, camera riêng, DAC riêng cùng với bộ loa khủng bố hoặc là bổ sung pin rời. Tuy nhiên, các phụ kiện này được kết nối chủ yếu qua cổng kết nối 16 chân ở lưng điện thoại, bởi bản thân các máy Moto X đều là những thiết bị nguyên khối và không thể làm cái trò dâu âm nọ cắm cằm vào kia như chiếc G5 được. Motorola và Lenovo đều gọi nó là các module, nhưng những gì chúng ta nhìn nhận đến bây giờ thì đều cho thấy những món đồ chơi này chỉ mang tính chất như những chiếc phụ kiện độc quyền. Bởi nếu theo định nghĩa của Google, điện thoại ARA sẽ phải có một cấu trúc sắp xếp module linh động và các bộ phận có thể thay thế. Nhưng chiếc Moto Z này lại là một chiếc điện thoại nguyên khối và chẳng có dấu hiệu gì là nó có thể thay thế được linh kiện bên trong cả. Do đó, nếu nói chiếc Moto Z là một chiếc điện thoại ARA như cách nói của Lenovo, thì vô hình chung, ARA đã trở thành một khái niệm rất là mập mờ, trái ngược hẳn với tư duy ban đầu của Google. LG G5 và Moto Z là hai ví dụ cụ thể nhất về thị trường điện thoại thương mại dựa trên xu hướng ARA hiện nay, có thể thấy rõ những nhược điểm rõ ràng trong tư duy của các OEM về định nghĩa như thế nào là một chiếc điện thoại ARA, đúng nghĩa như kẻ đầu tàu Google. Với LG G5 thì dù mang một thiết kế đẹp nhưng các mối nối module trên thiết bị tỏ ra thiếu chắc chắn, cùng với việc chỉ hỗ trợ rất là hạn chế các module kèm theo. Bên cạnh đó, sự bất tiện về việc phải khởi động lại máy mỗi khi lắp module mới hay là những nghi ngại về chất lượng các mối nối sau một thời gian dài xếp hình. Còn Moto Z lại đi theo kiểu lập lờ đánh lận con đen khi mang đến một định nghĩa không rõ ràng về một chiếc điện thoại xếp hình. Bởi nếu nói như Motorola hay là Lenovo thì đến cả những chiếc iPhone cũng được gọi là điện thoại ARA, vì chúng ta rất dễ dàng tìm được những phụ kiện giúp bổ sung hay thay đổi chức năng của nó trên thị trường hiện nay. Về phía công ty chủ quản Google thì sao? Gã khổng lồ phần mềm Mỹ tiếp quản ARA từ tay Motorola sau một video có một của một chiếc điện thoại xếp hình Phone Blocks nhanh chóng thu hút tới 21 triệu lượt xem. ARA hiện tại đã được lên lịch cho một thiết bị hứa hẹn thương mại hóa vào năm tới. Nói như vậy, nhưng cho đến bây giờ, Google vẫn không thể giải quyết được tâm lý của số đông người dùng cũng như hầu hết hy vọng của những người quan tâm đến dự án này. Đó là khả năng nâng cấp trực tiếp phần cứng xử lý, giống như nâng cấp phần cứng của một chiếc máy tính bên trong một lớp vỏ cũ vậy. Như vậy thì nói một cách khác, những người quan tâm thực sự tới ARA vào thời điểm đầu lại là những người am hiểu sâu về công nghệ, có kiến thức nhất định về phần cứng và có thể bỏ qua được yếu tố về mặt thẩm mỹ. Đây là điều mà LG và Motorola đang hướng tới. Tuy nhiên, sự thiếu tích cực của Google trong việc hướng dẫn các OEM thực hiện đúng khái niệm do mình đề ra đã khiến cho khái niệm ARA trên thị trường hiện nay biến thành một mớ hỗn độn bởi sự chông chéo trong cách giải thích của các nhà sản xuất này. Ở một góc nhìn khác, dự án ARA cuối cùng đã bị tầm thường hóa và trở thành một khái niệm khác về cách thay đổi ốp lưng cho điện thoại. Và cuối cùng, những con người đã thất vọng với cách làm việc chộp giật của Google và lợi dụng kiểu mập mờ trong định nghĩa để biến thành một chiến lược quảng cáo như Lenovo hiện tại, chắc chắn sẽ không còn tỏ ra quan tâm nhiều với dự án này trong tương lai nữa. Vậy thì còn ai sẽ quan tâm tới những chiếc điện thoại được cộp mác khái niệm này vậy? Câu trả lời chính là người dùng phổ thông. ARA theo cách hiểu của Motorola hóa ra cũng chẳng khác gì lúc Tim Cook giới thiệu vỏ ốp kiếm pin rời cho iPhone cả. Theo mình thì điều này tuy mang tính tích cực trong ngắn hạn bởi nó chắc chắn sẽ sự chỉ trích của giới kỹ sư hay là những người hay vọc vạch chuyên sâu về thiết bị.
Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là một bước đệm tạm thời để chờ đợi cho thời gian tới. Khi khoa học công nghệ chế tác thiết bị đạt được một bước cao hơn và thoát khỏi tư duy nguyên khối, thì lúc đó mới chính là thời điểm để ASA cất cánh. Dù sao thì hiện tại nó cũng được hiểu có phần nào đó khá là đúng khả năng biến hóa điện thoại, và ít ra thì cũng có nhà sản xuất chịu mang khái niệm này ra thị trường. Dù tốt hay là xấu thì ít nhất nó cũng đã đặt được một tiền đề cơ bản cho các nhà sản xuất tiếp theo trong tương lai. Đến đây thì các bạn đã hiểu câu trả lời của mình rồi chứ? Còn câu trả lời của các bạn là gì? Xin mời comment ngay ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã nghe mình chém gió đến bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.